Lên dây trước còn đủ dây nghe. Đàn là đàn mới bóc tem luôn, đủ dây luôn này. Chưa đập hộp. Các vị mai ở đây thầy gặp người về đâu khó cái đời đây. Đúng. Phải đi tìm biết được cái đàn này. Cái đàn đấy năm đấy năm 2018 đấy mua. Nó ôm nó chơi miết. Giờ tìm lại cái đàn ấy không ra phải lấy mua cái đàn mới. Đây chú Huy là mất. Đàn chú Huy là mất. Rồi bạc qua cho nó mới. Khi nào thích đánh thì tự cởi ra, cởi cái này nó cởi được. Đấy, khi nào ưng đánh đàn thì lấy đánh, thầy lên dây hết rồi đó. Đánh xong là bỏ vô bồ cho nó mới đúng không? Bỏ rồi nó cũ liền ở đây. Để ý, không đâu. Điện cho thầy chứ. À có điện thoại chứ. Đó, điện thoại. Ô cái điện thoại đâu hề. Đây. Nokia. Điện thoại này. Nokia 9. Nokia xịn rồi chơi. Còn nữa cả mút mớ. Hôm nay chú Huy thực hiện lời hứa chú đi kiếm rồi. Chú cái đàn của chú Huy cầm mắt nhưng mà thầy Cương phải đi kiếm để chú Huy tặng cho cơ rể cái đàn đó. Sao mà hay nữa chứ, còn đúng một cây đó mẹ. Ngang chắc đốt hết phần này đi. Lên phía trên nhau đứng đây, đây với thầy Cương chiếu. Đấy, nhấn lên phía trên. Mẹ, ra đứng ở trên ngang không có, ở đây họ của mày đấy. Ờ. Ho nữa. Đây, đốt ngang lên đi thầy. Đốt cháy. Thầy đốt hết luôn à? Đốt hết đi. Lỡ nó phực nó cháy. Không, ý là đốt hết đi không còn để vừa rồi. Dạ thì ngầu trời cho toàn thấy vậy rừng nó nguy hiểm. Không, mình để đây mà. Để cầm bốn xung quanh. Lá này, lá nó bay xuống. Không cháy. Em nghĩ đốt một nửa thôi, còn nửa đĩa đây cho nó có mùi hương thầy. Được, nửa thôi, đừng đốt hết thì thôi. Bỏ đó, nửa. Thôi mấy cái thôi, giữ lại, bỏ tới bị hồi nãy đó. Để trên bộ, ai không lấy đốt nhưng nó có mùi hương. Đây, cái này chưa. Kiếm rồi chị.
cho nó thấy cái bây về nghe nguy hiểm lắm á. Dẫn. Đừng quá. Có thể đừng là đi rồi cả. Ra ra cho đứng cho. Trước khi cắm không hết em có thể cắm vào đây, em cắm vào đấy ba nén ba bắt bia đây ba u ba đây đưa thầy cần cái này lên mà tao. Không ở tháp mà vẫn có mùi ấm. Tìm hoa mà không có hoa. Đúng là lúc nãy lấy hoa rừng cũng được. Cái này hoa cái này. Đó. Con người sống em cũng thích đẹp lắm. Mày sống là thích đẹp không? Mấy cái này chắc không chảy đâu hề. Cái nào thầy? Mày cái... một tí nhau đi chứ em thấy em chảy chảy lắm đó. Không. Bỏ cái lá rồi nè. Không cần gì đâu mà. Với lại cháy lá, nó ở lá. Nhà nhìn thấy nó chạy ra người đến. Kịp không? Lá nó bị cháy thì sao? Thôi đứng cho cháy. Để trong quan ngồi mình em canh. Trong ngồi đang mình em canh, em tôi xuống. Lên nước này tôi phía dưới đó. Đây, đưa nước đây. Đưa nước đây. Đây. Đây đây, cho thầy nước này. Thầy xách cái túi của chú Huy. Đây đây đây, đi lên. Ừ, không biết chiều. Mát mẻ. Cho nghèo xí đi. Nó gió bất nhon nó lại nhanh quá rồi. Đấy vậy nên thầy nói là lâu lâu mình lên phát thì nó đâu có cái gì đâu, bước chân mấy bước đường đây lên có gì đâu, không phải sợ. Mày dọn thường xuyên con mày nó lại phù hộ cho mày làm ăn. Mùa ao này làm ăn trúng mớ tiền nữa. Mà đây bác ông có không? Đấy vừa mới lên cái nhìn thấy tổ ong ong bò vẽ. Đấy cảnh báo là không thường xuyên lên. Lên dọn dẹp đi chứ. Đứng vào bên này. Đứng ra đây. Tí để thầy. Chuối này có đúng dám nhau. Nếu mà chín có dám lấy về ăn không? Không. Không hả? Bữa trước chín đầy mà em dám vô. Cơn gì đâu. Lên xin mình lên mình cắt ra một nải mình để thờ nó rồi mình đem về ăn bình thường. Đấy, có mấy cây kia thầy Cương đưa cho cầm lên trồng á.
giờ thấy đẹp, hai cây đấy họ gọi là cây tay Phật đấy, dưới đây cũng được, trồng lên đây thì nó cũng theo một số người là biết dân chuối thì thắng được, còn bên kia đâu có thấy là tức là bên kia họ không trồng được chuối, trồng nhưng mà chết hết. Đó, chết là cũng đúng, do là rậm quá mà đâu. Nhưng mà sao, vậy cái rễ mình sao là hợp với chuối đó không? Tốt quá. Chết đó, cái nó là ghiền chuối quá. Ghiền chuối. Hồi nhỏ là đòi chuối chuối, biết không? Ô, cái lúc nãy cây ấy. Một cái nó cưng đi coi ha. Hả? Còn chơi gì đó, đâu có trái gì đâu. Trái á, trời xí đi chứ em xả. Không trái. Dọn cái sạch luôn đi, nếu không còn hết cái đó đi thôi mới đi. Trời mưa biết mà. Ừ, biết được, đó thì chỉ cần ngúng rách luôn, cái trái này nó ngúng liền á. Đốt rừng là bao nhiêu, trái rừng là do vậy. Nha. Cho nó an toàn. Bây giờ là vậy, bây giờ mày một tháng mày lên một lần, tao lúc nãy tao còn nói rồi đó. Một tháng ba mày lên phát một lần. Ông kia ông là dốc, ông bảo thì ông lên miết. Mình lên đây mình biết là hai cha con là dốc mình rồi. Ở trước kia kêu tách, hai cha con cũng lên dọn lên rồi xong cái túng. Túng gì? Đẹp bánh rồi đồ nói này. Không có, anh có nhắc mà. À đây cái xe này, xe còn đây. Bây giờ cầm lên hai xe xin cho thằng Xu một chiếc. Cái xe đẩy không biết Xu còn để không. Phá rồi, hết rồi. Phá hết rồi. Xin không, mà... Dọn cũng với cái bị rớt á. Nhiều vậy nhưng mà mày ưng cái gì là mày xin nó. Bữa trước không biết mày rút tiền của nó rồi mày có xin nó không? Phải lên xin đàng hoàng. Rút tiền nó làm nhà. Mày chưa mấy được rồi. Có xin không? Không. Không, ôi chết vậy. Thì... lấy tiền của nó làm nhà thì phải xin nó chứ. Đấy, mấy cái chú rừng ấy chặt ra. Để bây giờ thở khỏe này, khó bịt bùng hết, khó quét liền. Thực ra gần gì đâu mà xa đâu. Gần chứ. Đi lên tí đây này nhưng mà nó làm việc nó không nó sợ. Không phải sợ gì hết đấy. Thôi đi xuống rồi. Ok. Đi cẩn thận không? Đây nhìn lên thấy không? Phủ. Thấy không? Ừ, giỏi. Con luôn nhớ thầy à? Biết thầy gì không con? Thầy gì? Hả? Thầy gì? Hả? Thầy Cương à? Đây nhìn thấy kìa. Nhìn thấy. Hôm nào hoàn cảnh anh mất của nó đấy là lên ngay. Gần rồi đấy. Thầy không lên nữa. Thầy cúng ở dưới mày âm thì mày xuống. Thì mời mà ăn cúng nữa. Đợi trong bóc. Rửa tay chỗ nào. Dưới ở chỗ mà. Thôi nhiệm vụ của đấy. Bao nhiêu cúng hết rồi. Nên lần nào nó cũng có hai con. Một con trống, một con mái. Thì làm giống. Còn là phải thế à? Ừ.
cái học tôi tính cái đùi từ xài cỏ. Hoa vô được mà vẫn bị. Hôm nay là bám ở dép đấy, là chưa cắn.